đã khá lâu rồi kể từ khi chúng ta có cuộc trưng cầu dân ý, và đó là cách duy nhất hiến pháp văn bản quy định cách thức nước Úc được quản lý có thể thay đổi. Nếu là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, bạn phải bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, câu trả lời của bạn là quan trọng. Hãy cập nhật chi tiết của bạn hoặc ghi danh ngay hôm nay tại aec.gov.au. Được ủy viên ủy hội bầu cử tại Canberra ủy quyền. The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills, and parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff, and companies hang on to their people. So, easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo thế giới của Vietvet TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ ba, 23 tháng 8 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về quan hệ Mỹ và Việt Nam thì như chúng tôi cũng từng loan tin là Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa rồi tuyên bố là sẽ có kế hoạch đến thăm Việt Nam, nhưng mà chưa rõ thời điểm cụ thể. Nhưng mà thông tin mới nhất cho thấy là ông Biden dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam vào giữa tháng 9 tới này. Và đặc biệt chú ý là trong chuyến thăm này thì Tổng thống Joe Biden có thể sẽ ký thỏa thuận nâng cấp quan hệ giữa hai bên lên đối tác chiến lược. Và đây là thông tin được tờ báo chuyên về các cái vấn đề chính trị toàn cầu là Politico đưa tin vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Tờ báo này còn cho biết là thỏa thuận không chỉ nâng cấp quan hệ hợp tác song phương lên một mức cao mới, mà sẽ thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam phát triển các cái lĩnh vực công nghệ cao trong các ngành bao gồm sản xuất cả chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây là thông tin trên báo chí, còn cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay vẫn chưa xác nhận về kế hoạch cho chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam. Còn nhắc lại là trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, thì ông Blinken và Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đều bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ khi mà Washington hiện nay đang tìm cách gia tăng quan hệ với các đối tác ở châu Á để chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn. Và cũng tương tự trong bối cảnh này, kính thưa quý vị, ngày hôm nay Ngoại trưởng Úc là bà Penny Wong đang có chuyến viếng thăm Việt Nam. Điều đáng nói đây là chuyến viếng thăm lần thứ nhì, có thể nói là chuyến viếng thăm Việt Nam chính thức lần thứ nhì của Ngoại trưởng. Trước đây thì vào tháng 6, có nghĩa là chỉ vài tuần lễ trước đây thôi, thì Ngoại trưởng Penny Wong cũng đã tới Việt Nam. Và lần này thì bà trở lại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao là ông Bùi Thanh Sơn. Một lần nữa, tất cả những cái chuyến đi liên tục của Ngoại trưởng Penny Wong cũng như trước đó là Ngài Toàn quyền Peter Costello và Thủ tướng Anthony Albanese cho thấy là cái quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Úc ngày càng gần gũi hơn. Mà theo lời của Ngoại trưởng Penny Wong thì có lẽ Úc và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban giao từ 1973 cho đến nay là 2023 thì có lẽ là đây cũng là thời điểm thích hợp để nâng tầm quan hệ giữa hai quốc gia. Và chúng ta phải chờ xem với chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Penny Wong từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 8 có những cái bước đột phá gì hay không. Trong khi đó, sinh hoạt chính trị tại Mỹ, kính thưa quý vị, vụ kiện của mà tiểu bang Georgia chống lại cựu tổng thống Donald Trump một lần nữa đã được nêu lên khi mà ông Trump đã phải đối mặt với một cái khoản tiền thế chân lên đến 200.000 Mỹ Kim. Đồng thời là tòa án ở Georgia cũng đã ra lệnh cấm cựu tổng thống gửi tất cả những cái tin nhắn có nội dung đe dọa qua trang mạng xã hội. Và cái tiểu bồi thẩm đoàn cũng như là thẩm phán của Georgia đã buộc cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump cùng với 18 người khác trong cái vụ kiện vào được xét xử vào ngày 14 tháng 8 vừa qua. Và tất cả mọi người đều có khoảng thời gian cho đến trưa ngày 25 tháng 8 là cái khoảng thời gian trễ nhất để họ phải trình diện tòa án. Nếu qua cái thời điểm này, cá nhân ông Donald Trump cùng với 18 bị cáo khác không xuất hiện tại tòa thì họ có thể là sẽ phát lệnh bắt giữ. Mặc dù cho đến thời điểm này, cựu tổng thống Trump đã bị 4 cáo buộc hình sự
Thế nhưng thế đứng của ông Trump đối với đảng viên đảng Cộng Hòa vẫn rất là cao, đến mức độ ông Donald Trump tuyên bố là ông không cần tham gia cái cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa để bầu chọn ra ứng cử viên chính thức trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc diễn ra vào năm tới 2024. Lý do đơn giản là bởi vì ông đã nắm được một con số huyền diệu để trở thành ứng cử viên hàng đầu với cái mức ủng hộ là 42%, trong khi người về thứ nhì là thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, thì chỉ nhận được cái sự ủng hộ là khoảng 19%. Đứng hàng thứ ba là một nghị sĩ Tim Scott với 9% ủng hộ, trong khi những người còn lại thì chỉ nhận được một vài phần trăm mà thôi. Chúng ta không tính tới những người sau này, chỉ tính giữa người thứ nhất và người thứ nhì là ông Trump và ông Ron DeSantis, thì cái sự chênh lệch nó đã hơn gấp đôi rồi. Và vì vậy ông Donald Trump cho rằng cái cuộc tranh luận diễn ra tại tiểu bang Wisconsin vào ngày mai 23 tháng 8 không cần sự có mặt của ông. Ông cứ để cho những người còn lại tranh luận với nhau, và người nào đạt phiếu cao nhất có lẽ là sẽ liên kết với ông trong cái liên danh để ứng cử, có nghĩa là một người sẽ ứng cử vai trò tổng thống, người còn lại sẽ ứng cử vai trò là phó tổng thống. Vâng, như vậy là cựu tổng thống Donald Trump hiện nay là không phải lo gì về cái cuộc thảo luận để đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa ra tranh cử với tổng thống Joe Biden vào năm 2024, mà ông Donald Trump hiện nay chỉ còn tập trung vào giải quyết các cái vấn đề pháp lý mà thôi. Còn cũng liên quan tới Mỹ thì thưa quý vị và các bạn, trang Insider vào hôm 21 tháng 8 thì cũng đã đưa tin là có 6 cảnh sát của bang California bị buộc tội là gian lận sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI phát hiện là họ thuê người đi học hộ để lấy cái bằng đại học. Cụ thể thì 6 cảnh sát này là nằm trong nhóm 10 người bị truy tố gian lận sử dụng vũ lực quá mức cho phép. Và trong quá trình điều tra thì FBI cũng đã phát hiện là 6 cảnh sát này đã đăng ký học đại học diện đào tạo từ xa của một trường để lấy bằng cử nhân khoa học ngành tư pháp hình sự. Đây là chương trình do các sở cảnh sát tài trợ học miễn phí. Đồng thời họ cũng sẽ được tăng lương và thưởng thêm các ưu đãi khi mà hoàn tất cái khóa học này. Nhưng mà thay vì đi học thì những cảnh sát này đã trả tiền cho người khác làm và nộp các cái bài luận ghi chép trên lớp, và tiền được chuyển qua ứng dụng Venmo, và vì thế cấu thành cái hành vi phạm tội đó là gian lận chuyển tiền. Thật ra cái thông tin này làm cho chúng tôi khá là ngạc nhiên. Khi mà chúng tôi nói là những cái trường hợp đi học hộ như thế này để được thăng tiến thì thường thường chúng ta nghĩ đến Việt Nam hoặc là các nước ở châu Á. Và chúng ta không có nhiều thông tin ở các nước châu Á. Riêng Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều thông tin trên báo chí cũng đã tiết lộ về những cái vấn đề những các cựu sĩ quan hoặc là những người có chức có quyền đã thuê người đi học dùm để có được cái bằng đại học. Nhưng không ai nghĩ rằng tại Hoa Kỳ và cụ thể hơn là tại tiểu bang California cũng diễn ra cái tình trạng như thế này, tới mức độ mà cục điều tra FBI phải vào cuộc. Và theo FBI thì thật ra là con số có lẽ là không dừng lại ở 6 người. Vâng. 6 cảnh sát này chỉ là những cái trường hợp đầu tiên bị phát hiện mà thôi. Vâng. Có lẽ là còn rất nhiều, là bởi vì họ đang lợi dụng những cái chương trình đào tạo cảnh sát bằng cách là chính phủ hoặc là bộ cảnh sát sẽ cung cấp tiền học, và sau khi tốt nghiệp, sau khi học xong rồi thì họ sẽ được thăng chức và được thăng lương, trong khi quá trình học thì toàn là học từ xa không à, không cần có mặt. Vâng. Cho nên người nào đăng ký vào học cũng được hết, họ nghĩ họ có thể dễ dàng qua mặt. Vâng. Các cơ quan chính quyền, và vì vậy mà cái trường hợp học dùm thi dùm này đã xảy ra trong các cảnh sát tại Hoa Kỳ. Và chúng trong thời gian sắp tới thì FBI khi mà đã phát hiện ra cái đường dây này rồi thì họ sẽ tiếp tục truy cứu và sẽ xem còn bao nhiêu cảnh sát viên ở Hoa Kỳ đã lợi dụng cái trường hợp này để được thăng tiến trong tương lai hay không. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, về tình hình chính trường Thái Lan thì suốt 5 tháng qua Thái Lan được đặt dưới sự hoạt động của một chính phủ lâm thời và phải đối mặt với tình trạng chắc chắn không kéo dài sau cái cuộc bầu cử hồi giữa tháng 5. Khi đó thì đảng Move Forward giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhưng mà bị các nhà lập pháp, tức là quốc hội, ngăn không cho thành lập chính phủ mới, cũng như nhà lãnh đạo của đảng này là ông Pita không thể trở thành thủ tướng. Và nay quyền thành lập chính phủ cũng như việc đề cử thủ tướng là thuộc về đảng về nhì trong cuộc bầu cử là đảng Phiêu Thái.
Và đảng này là chính do gia đình của cựu thủ tướng Thaksin Shinawat thành lập, và hiện nay là do con gái út của ông điều hành. Mà theo kế hoạch thì vào hôm nay 22 tháng 8 thì Quốc hội Thái Lan sẽ nhóm họp để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới do đảng Phiêu Thái đề cử. Đó chính là tỷ phú Srettha Thassavin. Ông này năm nay 60 tuổi. Và khi được ủy quyền thành lập chính phủ thì đảng Phiêu Thái cũng đã kết hợp cùng với 10 đảng khác thành lập một liên minh với mục tiêu để có được là 314 ghế tại Hạ viện Thái Lan để nắm quyền. Liên minh này thì đáng chú ý lại có hai đảng thân quân đội. Điều này cũng đã làm phật ý những người ủng hộ. Trong đó có Đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất, một đảng ủng hộ quân đội liên kết với thủ tướng sắp mãn nhiệm, đó là ông Prayut Chan-o-cha. Mà kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố cũng cho thấy là phần lớn người dân Thái Lan đã không đồng ý với kế hoạch thành lập một chính phủ liên minh gồm các đảng của quân đội hậu thuẫn. Và bà Pethongtan Sinwatra, tức là con gái út của ông Thaksin và là lãnh đạo của đảng Phiêu Thái, ngày hôm qua cũng đã phải lên tiếng xin lỗi người dân vì không giữ cam kết khi tranh cử. Đó là đảng Phiêu Thái không giao kết với các đảng do quân đội ủng hộ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại Thái Lan có một cái thông tin được quan tâm nhiều hơn cả so với cái thông tin là Quốc hội sẽ bỏ phiếu để bầu chọn Thủ tướng Thái Lan sau 5 tháng chính quyền Thái Lan đặt trong tình trạng treo, có nghĩa là chỉ là chính quyền lâm thời mà thôi. Đó là thông tin về việc cựu Thủ tướng Thaksin trở về lại nước sau 15 năm sống lưu vong. Và cho đến thời điểm này thì đây không còn là thông tin nữa, là bởi vì vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay, ông Thaksin đã có mặt tại sân bay quốc tế Thái Lan. Chuyến bay này đã khởi hành từ Singapore và 1.5 tiếng đồng hồ sau đó đã đáp xuống thủ đô Bangkok, và ông cũng đã trở về, sau cùng thì ông cũng đã trở về lại quê hương của mình. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi đang quan tâm là bởi vì ngày hôm qua, trước khi thông tin ông Thaksin trở về nước, cảnh sát Thái Lan cho biết là họ sẽ giữ trác tòa đợi ông Thaksin ở sân bay để có thể tiến hành vụ bắt giữ ngay lập tức. Nhưng mà thật sự là điều này đã không hề diễn ra, là bởi vì vào lúc 9 giờ 30 sáng, ông đã xuống máy bay, đã tay bắt mặt mừng với rất nhiều những cái quan chức cao cấp trong chính phủ, và tất nhiên là kể cả những cái lãnh đạo của đảng Phiêu Thái đã ra tận phi trường để mà trải thảm đỏ rước ông trở về. Và cái việc trở về này nó trùng hợp với thời điểm Quốc hội Thái Lan sẽ biểu quyết để thông qua vị thủ tướng trong tương lai, mà cơ hội lãnh đại diện đảng Phiêu Thái trở thành thủ tướng có thể nói là nó hơn 90%. Và đây cũng là lý do mà các chuyên gia cho rằng ông Thaksin cảm thấy an tâm hơn với quyết định đặt chân trở về Bangkok. Và điều này cũng có nghĩa là sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài thì ông đã quyết định trở về lại nước, bất chấp việc ông có đối diện với nguy cơ bị bắt giữ hay không, bởi vì cho đến thời điểm này ông vẫn đang có một cái bản án sẽ bị xét xử với một cái mức án tù lên đến 10 năm. Mà theo các luật sư thì nếu như mà được ân xá thì ông ít nhất cũng phải ngồi tù khoảng 5 năm với những cái tội tham nhũng mà ông đã bị cáo buộc. Nhưng mà cho đến thời điểm này, nhiều tiếng đồng hồ sau khi ông đáp xuống sân bay rồi thì ông vẫn còn được tự do. Và câu hỏi được đặt ra là không biết là cảnh sát Thái Lan có thực hiện cái nhiệm vụ của họ như là những gì họ đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông ngày hôm qua hay không, là bằng mọi giá phải bắt giữ ông Thaksin. Vâng, chắc chắn đó, thưa chị Kim Hoàng, theo những thông tin mới nhất mà Lily nhận được đó, thưa quý vị và các bạn, chỉ vài tiếng sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế ở Thái Lan thì cảnh sát và giới chức tòa án của Bangkok cũng đã để cho ông thực hiện những cái nghi lễ hay là chào hỏi mọi người ủng hộ hay là các cái quan chức trong đảng Phiêu Thái. Nhưng mà sau đó thì cảnh sát cũng đã dẫn giải ông đến trình diện trước tòa án để ông nghe cái bản án. Mà theo các cái thống kê thì như chị Kim Hoàng cũng đã nói là ông đối diện với những cái bản án về tham nhũng và có thể sẽ phải đối mặt với cái thời gian là 10 năm tù giam. Mà hiện nay những cái thông tin cho thấy là nhiều khả năng sau khi trình diện trước tòa án thì ông sẽ bị tạm giam tại một nhà tù ở Bangkok để chờ các cái thủ tục tố tụng tiếp theo. Và hiện nay người ta vẫn đang đặc biệt theo dõi các cái diễn biến ở Thái Lan để xem là tòa án sẽ tuyên án ông thụ án tù như thế nào. Có thể là án tù treo hoặc vâng. là có thể nhưng mà là... nhiều người cũng cho rằng là ông cũng có thể là chỉ bị quản thúc tại gia mà thôi. Vâng. Thì cũng tương tự như thời gian ông sống lưu vong ở nước ngoài. Vâng.
Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Triều Tiên thì cũng giống như rất nhiều nước khác cũng đã đóng cửa biên giới trong cái thời đại dịch COVID-19 để mà phòng chống cái đại dịch này suốt 3 năm qua. Và nước này cũng đã quyết định là nối lại cái chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên vào ngày 21 tháng 8 với lộ trình là từ thủ đô Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh của Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên đã bất ngờ hủy cái chuyến bay này vào phút chót. Và rất nhiều nhà báo của các hãng truyền thông lớn đã tập trung tại sân bay của Bắc Kinh vào ngày hôm nay để chờ chuyến bay từ Bình Nhưỡng. Thế nhưng mà sau đó một tấm biển trong sân bay đã thông báo là chuyến bay đã bị hủy, khiến giới truyền thông khá bất ngờ vì họ cũng đang rất nóng ruột để chờ gặp những cái du khách đầu tiên từ Triều Tiên được đi ra ngoài biên giới, tức là ra quốc tế. Dịch vụ khách hàng của sân bay Bắc Kinh thì nói với báo chí rằng là hãng hàng không Triều Tiên không đưa ra lý do hủy chuyến, trong khi các phóng viên cũng không thể nào liên lạc được với văn phòng của cái hãng hàng không này tại Bắc Kinh. Và các chuyên gia cho biết thì sau 3 năm thực hiện các cái biện pháp phòng chống COVID thì ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy là Triều Tiên cũng đã linh hoạt hơn trong việc mà kiểm soát biên giới, dù mà cái thời điểm hiện nay là muộn hơn rất nhiều so với tất cả các nước khác trên thế giới. Và kính thưa quý vị, chuyển sang những thông tin từ Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ ngày 19 tháng 8 vừa qua đã đưa ra một cái lệnh hạn chế xuất khẩu đối với hành tây. Thật ra thì đây không phải là hạn chế xuất khẩu mà là gia tăng thuế đối với loại hành tây nếu mà xuất khẩu ở mức là 40% thuế. Và tất nhiên khi mà một mặt hàng bị đánh thuế cao, giá cả đắt đỏ thì cái việc xuất khẩu ra nước ngoài là một việc vô cùng khó khăn, và đó cũng là ý đồ của chính quyền Ấn Độ vì họ không muốn hành tây được xuất sang nước ngoài. Cho đến thời điểm này thì Ấn Độ vẫn là quốc gia xuất khẩu và sản xuất nhiều hành tây nhất trên thế giới, nhưng bởi tình trạng mất an ninh lương thực, bởi mùa màng thất thoát, hạn hán gia tăng, họ e ngại rằng nếu tiếp tục xuất khẩu với số lượng như hiện nay thì tới một thời điểm nào đó người dân Ấn Độ sẽ không thể mua được hành tây, và vì vậy họ đã quyết định là sẽ gia tăng thuế đối với mặt hàng này trong lĩnh vực xuất khẩu. Và việc áp đặt 40% thuế sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay, có nghĩa là kéo dài đến ngày 31 tháng 12 2023. Và với mức thuế 40% thì hiện nay giá hành tây tại Ấn Độ đắt đỏ hơn cả hành tây tại Trung Quốc, tại Pakistan hoặc là tại Ai Cập, là những quốc gia họ đã lệ thuộc hoặc là họ đã nhập khẩu hành tây rất nhiều từ Ấn Độ. Và với mức giá cao như thế này thì chắc chắn là họ sẽ tìm một cái nguồn khác để họ nhập khẩu. Và điều này cũng cho thấy là Ấn Độ đang rất quan tâm đến vấn đề an ninh lương thực, bởi vì vào ngày 20 tháng 7 vừa qua thì chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu gạo sang thị trường thế giới, nhằm bảo đảm là tất cả 1 tỷ 400 triệu người dân Ấn Độ có đủ gạo để ăn trong thời gian tới. Và mặt hàng kế tiếp là hành tây, khi mà giá xuất khẩu đã gia tăng thêm 40% thuế. Mặt hàng thứ ba tại Ấn Độ cũng đang hot không kém, đó là mặt hàng cà chua. Cho đến nay thì chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra cái thông báo gì về việc tăng thuế cà chua, nhưng trong cốt lõi thì giá bán lẻ của 1 kg cà chua cũng đã tăng đến 450%. Và đến mức độ này thì tất cả những cái tiệm thức ăn nhanh, những cái nhà hàng, họ cũng đã dần loại bỏ cà chua ra khỏi mặt đơn của họ. Đơn cử như cái hệ thống Burger King, đây là cái hệ thống có hơn 400 cửa hàng tại Ấn Độ, cũng đã thông báo một cách chính thức trên các website của mình là cà chua hiện nay đang cần nghỉ ngơi để mà lấy lại đà tăng năng suất, và vì vậy tạm thời không xuất hiện trong những cái burger của hệ thống Burger King. Tương tự, hệ thống McDonald's hoặc là hệ thống Subway là những cái hệ thống thức ăn nhanh sử dụng cà chua rất nhiều mỗi ngày thì cũng đã thông báo là sẽ không có cà chua trong cái sản phẩm của họ. Và đây cũng là tình trạng làm cho chúng ta nhớ đến cái việc salad Úc, có nghĩa là letter của Úc, một cái thời điểm nào đó của năm 2022 nó cũng đã trên vô cùng đắt đỏ. Và tất cả những cái chuỗi thức ăn nhanh này đều loại cái salad đó ra khỏi, thay thế bằng những cái loại bắp cải trắng, có nghĩa là cabbage, để mà bởi vì cái mức giá nó rẻ hơn. Nhưng mà cái sự gia tăng
giá của cái xà lách ở Úc nó không đáng kể bằng cái sự gia tăng cà chua ở Ấn Độ ở mức là 450% cho một kilo cà chua. Vâng, Lily nhớ là cái năm ngoái đó là xà lách ở Úc chỉ có khoảng 12 đô một cây. Giá cao nhất thôi, trung bình là khoảng 2 đô, tăng lên 12 đô chứ không thể nào mà tăng lên từ 2 đô mà thành 20 đô hoặc là 40 đô được. Ở Ấn Độ là nó tăng như thế. Vâng. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở châu Âu thì Tây Ban Nha tiếp tục phải hứng chịu cái nóng khắc nghiệt trong bối cảnh mà nước này đang trải qua đợt nắng nóng thứ tư trong mùa hè này. Theo đó, khu vực phía Nam và Đông Bắc của quốc gia Tây Nam Âu này đã ghi nhận nhiệt độ tăng mạnh lên tới trên 40 độ C, trong khi một số vùng ở miền Nam cũng có nhiệt độ lên tới gần 44 độ C. Hay ngay như tại thủ đô Madrid thì nền nhiệt luôn duy trì ở mức trên 38 độ C, khiến cho nhiều người dân ở thủ đô cũng có thể sẽ không ngủ được vào buổi đêm. Và cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết là đợt nắng nóng thứ tư này cũng ảnh hưởng đến mực nước ở các sông chính của nước này. Và dự báo đợt sóng nhiệt này sẽ kéo dài cho tới ngày 24 tháng 8, với mức nhiệt đạt đỉnh cao dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 21 và 22 tháng 8. Và tình hình thời tiết cực đoan ở Tây Ban Nha cũng đã khiến các đám cháy rừng ở đảo Canary của nước này tiếp tục diễn biến phức tạp. Và cho đến nay, các giới chức địa phương cũng đã huy động hàng trăm nhân viên cứu hỏa tham gia dập tắt, nhưng mà cũng chưa thể kiểm soát được đám cháy. Và số người phải đi sơ tán do các đám cháy rừng cũng đã lên tới 12.000 người. Và thưa quý vị, tương tự tại Canada, tỉnh bang British Columbia ngày hôm nay cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi cháy rừng đã lan tỏa đến khu nhà dân sinh sống. Điều này cũng đã khiến cho hơn 30.000 người đã buộc phải di tản khẩn cấp, trong khi 35.000 người còn lại cũng đang chuẩn bị tinh thần phải di tản khi chính quyền yêu cầu. Và đây là đợt cháy rừng thứ tư diễn ra tại Canada sau đợt cháy rừng kinh hoàng hồi tháng 6 vừa qua, mà nguyên nhân theo các chuyên gia cũng là bởi vì biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong phần điểm báo vào ngày mai thứ tư. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.